cây dừa song sinh đôi à. Hai cây nó nằm ở hai cái vị thế rất là tương xứng với nhau, giống như là cái cặp ngà voi vậy đó. Nó nằm trên đây là coi như là nó 24 năm rồi. 24 năm? 24 năm rồi. Mới cái bao nhiêu lớn này thôi. Bao nhiêu lớn này là 24 năm rồi. Trời ơi, cái dừa độc đáo quá vậy. Hôm nay mình phải giới thiệu một căn nhà, một cái đặc biệt ở miền Tây, chính là cái một cái kiển dừa, mà là dừa sinh đôi, gọi là dừa song sinh đi. Đây. Một cây, hai cây. Hai cái này rất là cân xứng và nhìn rất là đẹp. Mình sẽ quay màn hình lại cho mọi người coi nha. Đúng quý vị. Dạ. Cây dừa song sinh đôi à. Hai cây nó nằm ở hai cái vị thế rất là cân xứng với nhau, giống như là cái cặp ngà voi vậy đó. Đây. Để góc mà nhìn xa nè. Có rất là nhiều trái trong cái loại dừa này, dừa kiển không có trái nha quý vị. Đẹp ghê không? Dạ. Cái này ở đâu chú có chú hai? Cái dừa này nè. Dạ. Cái này là hai phôi luôn rồi hay là một phôi? Ủa? Một trái ra hai nhát, hai cây. Ra hai mỏng. Dạ. Tới giờ luôn. Tới giờ luôn á. Gì ngộ vậy? Còn cái thằng trên kia là nó đã cũng hai nữa mà nó lấn cái chết cái thằng con đúng nó trả qua quý tử rồi. Dạ. Mà coi như là mẫu tử rồi mà nó chết nhỏ cũng vậy. Dạ. Chú hãy giới thiệu con ra đây nè. Giới thiệu con sơ sơ về cái dừa này con. Cái dừa này đặc biệt quá vậy. Một trái mà ra hai phôi ra được hai cây vậy luôn. Thì cái này là hồi xưa chú ương chứ cũng như ương về nhà trồng á, rồi cái nó lên một trái mà hai mỏng. Dạ. Rồi mình cũng thôi giờ để mình kiển chơi luôn. Dạ. Trái nó sinh ra. Tính đến nay là nó mấy năm tuổi rồi chú hai? Hả? Cái dừa này nè. Nó nằm trên đây là coi như là nó 24 năm rồi. 24 năm? 24 năm rồi. Mà cái bao nhiêu lớn này thôi? Bao nhiêu lớn này là 24 năm rồi. Trời ơi, cái dừa độc đáo quá vậy. Cái dừa một cái dừa mà ra được hai phôi như vậy, thành được hai cây lớn như thế này. Chú hai nuôi trồng được 24 năm. Dữ dằn ta ơi. Độc lạ miền Tây luôn. Lão nông trồng thanh long nổi tiếng ở chợ gạo Tiền Giang. Cây dừa sinh đôi. Mày hay vui này, thú vị nè. Đó. Trái rất là nhiều luôn. Đặc biệt cây dừa sinh đôi. Vậy thấy không? Trái xum xuê trái. Bên đây chú nói là cái này hồi trước cũng là sinh đôi luôn. Một cái trái ra hai cái mọng, ra hai cây, nhưng mà cây này khi mình nó phát triển á, nó lấn cây kia, nó chết. Thật ra chỉ còn một cây thôi. Cây còn lại là bên đây là mới được là tròn vẹn là hai cây. Hai cây này là được 24 năm rồi. Được trồng trong chậu như thế này 24 năm và trái gì thấy đó. Hai bên đều có trái hết. Thú vị vô cùng. Hai con chích giữ nhà. Nhà chú hai rất là rộng mát. Hai con chích. Lòng nữa mà. Dạ chú. Hai phút đè. Mấy cục lòng nữa chứ. Chim. Dạ. Cua ngoài kia. Dạ. Cua. Trời ơi. Có đầy đủ tiền mà chơi mà được không học mà không giống ai đó. Dạ. Phải có lòng ha. Ừ. Dạ. Kiển nhỏ nhỏ vậy cho nó vui chơi mà. Dạ. Giường rất là mát. Ừ.